Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy đến với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em mong chị giúp em với ạ. Anh nói vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm, nhưng em biết do em đã sai rất nhiều nên anh đã mệt mỏi và chia tay em. Trước đây khi ở gần nhau, em đã quá quen được anh nuông chiều, nâng niu và yêu thương, nên khi anh đi làm xa, có ít thời gian quan tâm em hơn, nên nhiều lần em đã giận dỗi, thậm chí mắng anh vô tâm nữa. Anh ý nói trước giờ một mình quen rồi, bỗng dưng bây giờ quen em có cảm giác bị trói lại, nên cảm thấy không thoải mái. Anh cũng nói có thể vào một ngày đủ xa, anh sẽ lại tìm em và hy vọng em sẽ gặp lại anh. Em trả lời rằng em không chắc lúc đó em sẽ gặp lại anh nữa, vì em không phải người anh thích gặp thì gặp, không thích gặp thì anh bỏ lại em. Anh nói vậy chỉ mong em coi anh như bạn. Em nói nếu là bạn thì bây giờ em cũng có thể là bạn anh rồi. Em biết anh ấy vẫn còn yêu em, nhưng vì em hay giận dỗi khi anh ít nhắn tin cho em, nên anh muốn dừng lại sớm để sau này bớt đau. Sau đó em thấy anh lên Facebook đăng status buồn. Em với anh không kết bạn Facebook nên anh có đăng status buồn cũng không phải để cho em đọc được đâu ạ. Anh còn tình cảm và còn rất yêu em là điều em chắc chắn. Có nhiều biểu hiện nhưng em không thể kể hết ra được. Em cũng biết bây giờ anh đang rất cố gắng để quên em đi. Em biết khi yêu đàn ông rất lý trí, anh ấy đã cố quên em được thì sẽ quên được. Như vậy sau này em và anh ấy có còn cơ hội quay lại hay anh ấy đã quyết tâm như vậy không ạ? Mong chị cho em lời khuyên, em cảm ơn chị nhiều. Em thân mến, thực sự trong những cái tình huống của em như thế này, chị đã tư vấn khá là nhiều rồi. Hầu hết các cái mối quan hệ mà con gái bị chia tay, hầu hết là do con gái cứ đòi hỏi được yêu thương, đòi hỏi được nhiệt tình, đòi hỏi được quan tâm, đòi hỏi được chinh phục như lúc ban đầu. Cái tình huống của em cũng rất giống với rất là nhiều những trường hợp mà chị đã từng tư vấn rồi. Nếu em xem chị thường xuyên thì em có thể tìm những cái video đấy để mình biết là mình phải làm gì. Em biết em sai, đúng không? Mình biết mình sai thì mình phải sửa. Mà sửa không phải là để cho người ta nhìn thấy. Cái sửa đầu tiên là để mình nhìn thấy. Bởi vì biết đấy là sai. Còn nếu em sửa chỉ để người ta nhìn thấy thôi, để cho anh thấy rằng ôi em tốt lắm, em đẹp lắm, anh hãy quay lại với em đi, thì em sẽ không bao giờ có được cái sự thành công thực sự trong cái tình yêu đấy. Bây giờ em phải thay đổi thôi. Thay đổi chứ trong tư tưởng của mình, cho nó đúng đắn và cho nó chính xác. Với một cái sự ích kỷ như vậy, yêu chỉ muốn người ta quan tâm mình thôi, mình không cần biết người ta nghĩ gì, người ta muốn gì, như thế nào người ta sẽ thoải mái. Mình không vì người ta thì làm sao mình có hạnh phúc được, đúng không? Đấy là cái quy luật của cuộc sống rồi. Mình càng cho đi nhiều thì mình mới càng nhận được nhiều chứ. Mình muốn có cái sự tốt đẹp trong cuộc sống, mình phải cho đi cái sự tốt đẹp trong cuộc sống. Người đàn ông mà em yêu là một người đàn ông rất tử tế, rất tốt, đúng không? Anh nghĩ em có thể nói, em có thể thấy là anh ấy vẫn còn tình cảm với em rất nhiều. Nhưng mà với một cô gái luôn luôn làm cho anh ấy mệt mỏi, thì người đàn ông dù yêu em đến mấy, người ta cũng mệt, người ta cũng chán, người ta cũng ngột ngạt. Và cụ thể anh ấy nói với em rồi đấy, anh ngột ngạt quá. Anh đã quen một mình, bây giờ cảm giác yêu em, em không những cho anh có cảm giác hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn, mà anh có cảm giác là tù túng. Và chị muốn nói với em như này, cái tư tưởng trong mình phải thay đổi. Nếu như bước vào tình yêu đấy với anh ấy không thể làm cho anh ấy hạnh phúc hơn, không thể làm cho anh ấy vui vẻ hơn, không làm cho anh cuộc sống của anh ấy có ý nghĩa hơn ấy, thì chị nghĩ rằng mình cũng không nên bước vào cuộc sống của anh ấy. Em ạ, mình bước vào cuộc sống của anh ấy chỉ để đòi hỏi thôi. Quen được nuông chiều, quen được yêu thương, mình bây giờ mình chỉ đòi hỏi những cái đấy thôi à? Cái đó có thể em thực hiện trong giai đoạn đầu của tình yêu thì được. Bởi vì thì cái thời gian đấy tình cảm rất là nồng thắm, nồng nhiệt, em muốn làm gì mà không được, đúng không? Nhưng cái đó nó không thể duy trì mãi được. Cái gì nó mới khiến cho tình yêu bền vững? Nó bền vững là ở những cái thứ mà chúng ta cho vào đó, những cái điều tốt đẹp mà mình có thể đem lại cho người mình yêu. Còn ở đây chưa có một điều gì em thể hiện rằng em mang điều tốt đẹp cho anh ấy cả, ngoại trừ một tình yêu ích kỷ chỉ mong muốn về mình. Đây là một phản ứng rất bình thường của các cô gái, không thể trách được. Với những cô gái mà chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức thì sẽ phản ứng giống như em. Đây chính là lý do mà chị khuyến khích tất cả các cô gái hãy thường xuyên xem những cái video mà chị có chia sẻ. Điều gì khiến cho tình yêu lâu bền, điều gì tạo nên sự hấp dẫn của các cô gái, điều gì khiến cho anh ấy gắn bó cả đời, nhận ra sự quan trọng của các bạn và nhận ra rằng bạn chính là định mệnh của anh ấy. Hãy xem cái video ấy, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, cuộc sống tình yêu của bạn sẽ hoàn toàn khác, chứ nó sẽ không như thế này nữa. Hành động giống như em rất bản năng, không thể trách em được. Nhưng mà việc của mình là gì? Nếu mình không thay đổi thì hạnh phúc sẽ không đến với mình, đúng không em? Em quen được nuông chiều, em quen được yêu thương, bởi vì đấy là cái giai đoạn đầu của tình yêu. Đàn ông ai cũng làm thế hết em ạ.
một người đàn ông đi tán một cô gái, yêu một cô gái, người ta không quan tâm, người ta không nuông chiều, ai yêu anh ấy, đúng không? Cho nên đấy là những cái phản ứng rất bình thường của những người đàn ông trong giai đoạn đầu của yêu thương. Và các cô gái cứ ngồi đấy và quen với cái việc mình ngồi và mình có sẵn những cái thứ đấy. Người ta cứ phải cho mình mới thích. Nhưng nó chỉ là một giai đoạn, cái thứ mà em có thể sử dụng trong một thời gian ngắn thôi, tạm thời thôi. Dùng mãi như thế không được. Mà sau đó thì mình phải làm gì? Đây cũng như cái giai đoạn mà để em chỉnh đốn lại chính bản thân mình. Ngay cả khi em phải chấp nhận cái việc là mình sẽ mất anh ấy. Em ạ, bởi vì ngay bây giờ anh ấy chưa có lý do để quay lại với em. Anh không nhìn thấy cái sự thay đổi nào từ em cả. Mà để nhìn thấy cái sự thay đổi đấy từ em nó cần thời gian. Không phải là em ứng xử một cái là anh ấy biết ngay là em thay đổi đâu. Mà ngay cả khi em nói một điều, làm một điều, chưa hẳn là em đã thay đổi hoàn toàn đâu. Rất nhiều các cô gái mà chị tư vấn cho các bạn đấy cũng như thế. Các bạn ấy chỉ thay đổi được một thời gian thôi. Xong sau đấy lại ngựa quen đường cũ, vẫn cứ đòi hỏi yêu thương. Cuối cùng là cứ được một tí anh ấy quay lại, xong rồi lại như vậy, thế rồi lại chia tay. Xong lần thứ hai anh ấy không bao giờ cho cơ hội thứ hai nữa. Thì chị không hy vọng là em sẽ mắc phải cái sai lầm như vậy. Bây giờ em phải thay đổi. Thay đổi trong suy nghĩ. Bây giờ hãy tự hỏi mình một câu là: mình bước đến cuộc sống của anh ấy để làm gì? Để làm cho anh hạnh phúc, cho anh vui hơn, thoải mái hơn, có ý nghĩa hơn, đúng không? Cuộc sống của anh sẽ có ý nghĩa hơn khi có mình. Những cái điều tốt đẹp mà mình có thể mang đến cho anh ấy. Hãy biết rằng em đến với cuộc sống của anh ấy là để cung cấp những cái điều đó. Và nếu như những cái điều mà mình đang làm không phụng sự cho những cái mục đích vừa xong, đừng làm. Em ạ, nếu những cái điều mình làm chỉ làm cho người ta ngột ngạt, mệt mỏi hơn, ngay cả việc em đến bên anh ấy mà làm cho anh ấy khó chịu hơn, đừng đến bên anh ấy. Em phải có đầy đủ cái sự cao thượng đến như thế, em mới là một cô gái hấp dẫn và mới chứng tỏ rằng em xứng đáng là một cô gái được anh ấy yêu thương và trân trọng. Em ạ, cái này nó như thử thách ý. Thử thách thì nó cần có thời gian, nó cần có khoảng cách để em có thể thực hiện được những cái điều đấy. Thì rồi qua những cái quãng thời gian mà em đã từng trải qua, những cái thử thách mà em đã trải qua đấy, người ta nhận ra à, mình đã vượt qua. Sai lầm của tất cả chúng ta đấy chính là cái gì muốn nhanh, muốn luôn. Muốn nhanh luôn không có tác dụng. Bởi vì mình không thực sự thay đổi từ trong tâm. Mình không thực sự thay đổi từ trong trái tim mình trở thành một cô gái tốt hơn, biết cống hiến hơn. Bây giờ đừng nghĩ đến cái việc là trước đây anh ấy đã nuông chiều mình như thế nào, chăm sóc mình như thế nào. Đấy là cái giai đoạn đầu, đàn ông ai cũng làm thế hết. Em ạ, bây giờ phải nghĩ xem cái gì nó khiến cho tình yêu bền lâu. Bền lâu ở chỗ bây giờ mình sẽ không phụ thuộc vào cái sự yêu thương của anh ấy nữa, mà sẽ khiến anh ấy phụ thuộc vào cái sự yêu thương của mình. Mình làm cho anh ấy phụ thuộc như thế nào? Mình làm cho anh ấy phụ thuộc bằng cái cách là mình cung cấp những cái điều tốt đẹp cho anh ấy, để anh ấy thấy rằng trên đời này chỉ có một mình mới yêu anh ấy bằng một cái tình yêu cao thượng đến như thế thôi. Ngoài kia không ai yêu anh ấy như vậy cả. Mình sẵn sàng làm những cái điều mà khiến cho anh ấy thoải mái, ngay cả việc không làm phiền anh ấy nữa. Mình mong muốn những điều tốt đẹp cho anh ấy từ trong tâm, ngay cả khi người anh ấy lựa chọn ở bên cạnh không phải là mình. Em ạ, mình phải làm được cái điều đấy. Nó mới chứng tỏ rằng mình xứng đáng là cái cô gái tuyệt vời mà có được cái tình yêu kia. Còn nếu bây giờ mình cứ ngồi đây mình ích kỷ, điều gì chứng tỏ rằng mình xứng đáng để được yêu thương nào? Đúng không? Như cái quá khứ đã từng có, cái quá khứ đã từng được yêu thương và nuông chiều của em ấy, nó xảy ra với tất cả mọi người. Đúng không? Cái mô típ chung thường là như vậy. Con gái là được tán sẽ được chăm sóc, sẽ được nuông chiều. Mình nhận biết, mình hiểu, mình biết cái bản chất của vấn đề như thế nào, mình sẽ học cách để vượt qua nó. Bây giờ chàng trai của em rất cần không gian và thời gian. Hãy đứng lên làm một cô gái cao thượng để cho anh ấy điều đấy. Em sẽ rời xa anh lúc này, ít nhất là lúc này, để cho anh ấy thấy rằng em quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn cảm xúc của em. Ngay cả khi bây giờ em phải đối mặt với sự cô đơn, em rất đau, rất khổ, khó chịu, em khóc, em chấp nhận điều đấy. Bởi vì em biết rằng nếu mình cứ liên lạc với anh, cứ làm anh mệt mỏi, cái đó không tốt cho anh. Em muốn những điều tốt nhất dành cho anh. Hãy biết thế. Hãy biết là cái điều gì nó khiến em là một cô gái đặc biệt, bởi vì em mong cái điều tốt đẹp nhất dành cho người đấy. Cái đó mới khiến em trở thành một cô gái có giá trị. Còn nếu em cứ đến và đòi cái này cái kia, em là một người vô giá trị. Em hiểu không? Phải biến mình trở thành một cô gái có giá trị bằng cái việc mình mong cái điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy. Sự âm thầm và lặng lẽ, không phô trương và rêu rao. Mình không rêu rao với ai về sự tốt đẹp của mình cả, nhưng mình tốt từ trong tâm. Cái gì cũng thế, mình phải từ trong tâm thì mình mới có cái kết quả mà đúng nghĩa với mình, thì mình mới có kết quả mà đúng ý mình được. Em ạ, cái việc chị cứ kêu gọi mọi người tốt như thế này, tốt như thế kia, cao thượng thế này, cao thượng thế kia, những cái điều các bạn làm không phải vì người kia, vì người kia chỉ là một phần thôi. Quan trọng hơn là vì chính mình. Vì chính mình sẽ biến mình trở thành một người cuốn hút hơn, được yêu hơn, được trân trọng hơn. Đấy chính là con đường hạnh phúc của các bạn nhá. Hãy nhớ, mình sẽ làm cái điều gì mà tốt cho anh ấy, không tốt cho anh ấy mình sẽ không làm.
Mình mà nhắn tin mà thấy rằng anh ấy sẽ mệt nhọc và khó chịu vì điều, mình không làm điều đấy. Em ạ. Và để cho người yêu cũ của em có thể quay trở lại với em thì chị khuyến khích em xem cái video 5 bước để quay lại với người yêu cũ. Kiên trì với nó. Nhiều bạn xem bảo rồi không có kết quả bởi vì các bạn chưa có đủ sự kiên trì. Cái gì cũng thế, dục tốc bất đạt. Muốn nhanh và ngay và luôn thì không có cái chuyện như thế. Người ta bảo lửa thử vàng, gian nan thử sức. Phải có thời gian để thử nữa chứ. Đúng không? Chứ đâu phải là cái phải có ngay được. Cái gì cũng thế, phải trải qua sóng gió, trải qua thời gian, mình chịu đựng cái sự đau khổ, chịu đựng cái sự cô đơn, nó thể hiện cái bản lĩnh của mình. Rồi qua thời gian, qua những cái gì mình đã từng trải qua, người ta nhìn thấy rằng mình là một cô gái thế nào, người ta trân trọng vô cùng. Còn nếu em không trải qua những cái điều đấy mà muốn mật ngọt ngay ấy, thì là mình thất bại thôi. Em nhá, hãy làm theo 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ. Và chị tin là nếu em kiên trì với cái điều đấy, rèn luyện bản thân mỗi ngày, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người yêu của em, thì em sẽ có hạnh phúc. Hãy thay đổi tư duy của mình đi nhá. Hãy chấp nhận là cái việc nếu mà ở bên mình mà anh ấy khó chịu, mình thà mình không ở bên anh ấy, chứ mình không bao giờ muốn anh ấy khó chịu cả. Bởi vì mình mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đấy. Hãy có một cái tình yêu cao thượng đến như vậy. Nó âm thầm và lặng lẽ, không phô trương, thì người đấy sẽ nhận ra và người ta sẽ trân trọng em vô cùng. Em nhé, hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích những chia sẻ của mình, hãy nhấn vào like, subscribe và share. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.